Xin chào các em. Hôm nay thì cô sẽ cùng giới thiệu cho các bạn một cái đề kiểm tra một tiết lần 1 ở học kỳ 2, và ở đây là của cô là đề số 1. Đề bài này thì sẽ gồm có 25 câu hỏi trắc nghiệm. Chúng ta sẽ lần lượt đi vào từng câu hỏi trắc nghiệm ở trong đề như sau. Chúng ta bắt đầu với câu hỏi số 1, là một câu lý thuyết có liên quan đến oxit. Đề bài câu hỏi là oxit là hợp chất của oxy với... Khái niệm này chúng ta đã được học ở trong bài oxit rồi đúng không ạ? Oxit là hợp chất của oxy với một nguyên tố hóa học khác, được chưa? Nó không phải chỉ đơn thuần là một nguyên tố kim loại, hoặc cũng không chỉ đơn thuần là một nguyên tố kim phi kim, mà ở đây nó sẽ là hợp chất của oxy với một nguyên tố hóa học khác, nghĩa là chúng ta sẽ phải chọn đáp án C. Đáp án D cũng sẽ là đáp án không hợp lý. Vì sao ạ? Nếu như mà là công thức của oxy với nhiều nguyên tố hóa học khác thì có nghĩa là cái hợp chất này sẽ có nhiều hơn hai nguyên tố hóa học, đúng không ạ? Vậy thì cái đáp án D sẽ bị loại. Tiếp tục chuyển sang câu số 2. Thành phần không khí gồm thành phần phần trăm theo thể tích của A là 21% nitơ, 78% oxy và 1% khí khác. Và B là 78% thể tích nitơ, 21% thể tích oxy và 1% là các thể tích khác. C là 1% oxy, 21% nitơ và 1% là các thể tích khác. Và D là 100% oxy. Vậy thì chúng ta đã được học cái thành phần phần trăm theo thể tích của các khí có mặt trong không khí rồi đúng không ạ? Không khí của chúng ta thì sẽ gồm có phần lớn là nitơ, sau đó đến oxy và một phần nhỏ là các khí khác. Vậy thì 78% sẽ là cái phần trăm tương ứng với lại nitơ, 21% là phần trăm thể tích tương ứng của oxy và còn lại 1% khí khác. Vậy chúng ta sẽ chọn được cái đáp án B cho câu hỏi số 2 của chúng ta. Và với câu này thì cô nghĩ là các em không thể nào mà sai bằng cách là chọn các đáp án A, C hoặc D được. Đáp án D chẳng hạn, nó là một cái sự vô lý, đúng không ạ? Không thể nào mà không khí chỉ có oxy được, đúng không? Chúng ta hàng ngày chúng ta hít oxy vào và chúng ta thải ra khí carbonic. Vậy thì cái khí carbonic cũng phải có mặt trong trong không khí chúng ta. Vậy thì nó phải là nằm ở trong 1% khí khác chứ không thể là 100% là oxy được. Hoặc là dựa vào cái việc là phân tử khối của không khí người ta được coi như xấp xỉ bằng 29, thì các em thấy là 29 nó sẽ là nghiêng về phía nitơ nhiều hơn. Vậy thì phần trăm thể tích của nitơ phải lớn hơn nhiều so với phần trăm thể tích của oxy. Từ đó thì chúng ta có cái cơ sở để mà chúng ta có thể chọn được cái đáp án đúng cho câu hỏi số 2 này. Chúng ta chuyển sang câu hỏi số 3. Oxit axit là A là oxit của phi kim và tương ứng với một axit. B là oxit của kim loại và tương ứng với một axit. C là oxit của phi kim và tương ứng với một oxit axit. Và đáp án D thường là oxit của phi kim và tương ứng với một axit. Ở đây thì cái câu trả lời đúng nhất cho khái niệm về oxit axit đó là gì ạ? Chúng ta không thể khẳng định nó là oxit của phi kim không được. Như cô đã từng có đề cập tới trong các cái buổi học lý thuyết hoặc là trong những cái video dạy lý thuyết, thì chúng ta thấy được đấy là gì ạ? Oxit axit thì thông thường hoặc là hầu hết là oxit của phi kim, chứ không thể khẳng định 100% là oxit của phi kim. Ví dụ như thế này ạ, có một cái oxit của kim loại nó cũng thuộc dạng oxit axit, đó là gì ạ? Là CrO3. Được chưa? CrO3 thì nó là oxit của, rõ ràng là chrome là kim loại đúng không? Nhưng nó vẫn là oxit axit. Vậy thì ở đây chúng ta phải chọn được cái đáp án nào mà nó là chính xác nhất. Thì oxit axit nó thường là oxit của phi kim và tương ứng với một axit. Từ đó chúng ta chọn được đáp án đúng cho câu hỏi số 3 này, chính là đáp án D. Chuyển sang câu hỏi số 4. Cho các oxit sau: CO2, SO2, Fe2O3 và P2O5, K2O. Trong đó có A, 2 oxit axit và 3 oxit bazơ. B là 3 oxit axit và 2 oxit bazơ. C là 1 oxit axit và 4 oxit bazơ. Và D là 4 oxit axit và 1 oxit bazơ. Vậy thì để có thể đưa ra được cái đáp án đúng cho câu hỏi số 4 này thì chúng ta sẽ, trước tiên là chúng ta sẽ phân loại các oxit được cho ở đây vào các cái nhóm oxit axit và oxit bazơ đã. Cô có như sau. Đối với câu số 4 thì cô có oxit axit gồm, oxit axit đây gồm CO2, SO2 và P2O5. CO2,
SO2 và P2O5. CO2, cả ba thằng oxit này đều là oxit của phi kim và nó tương ứng với một cái dung dịch axit. CO2 tương ứng với H2CO3, SO2 tương ứng với H2SO3 và P2O5 thì tương ứng với H3PO4. Vậy nó đáp ứng được cái định nghĩa mà chúng ta vừa trả lời ở trong câu hỏi số 3. Còn lại oxit bazơ thì sẽ gồm có oxit bazơ gồm có Fe2O3 và K2O. Như vậy là trong số các cái công thức oxit được cho ở trong câu 4 thì chúng ta thấy có gì ạ? À, 3 oxit axit và 2 oxit bazơ. Vậy là 3 oxit axit và 2 oxit bazơ, từ đó chúng ta chọn được đáp án là đáp án B cho câu hỏi số 4. Chúng ta tiếp tục chuyển sang câu hỏi số 5. Cặp chất nào sau đây dùng để điều chế oxy cho phòng thí nghiệm? Để điều chế oxy cho phòng thí nghiệm, người ta sẽ sử dụng một cái nguyên tắc, đó là gì ạ? Là dùng các chất giàu oxy và kém bền đối với nhiệt, hay khác là dễ bị nhiệt phân hủy. Và chúng ta thường sử dụng các chất ví dụ như là KClO3 hoặc là KMNO4. Vì vậy chúng ta sẽ chọn cái đáp án đúng cho câu hỏi số 5 này, đó chính là đáp án C. Đáp án C. Còn đối với các đáp án khác, ví dụ như là ở trong đáp án A chúng ta có nước chẳng hạn, thì nước dùng để điều chế oxy ở trong công nghiệp vì nước dễ kiếm và có yếu tố về tính rẻ tiền. Đáp án B cũng tương tự như vậy. Đáp án C thì hai chất này dùng để điều chế khí hydro ở trong phòng thí nghiệm. Chuyển sang câu hỏi số 6. Tính chất hóa học của oxy là A. Tác dụng với kim loại, B. Là tác dụng với phi kim, C. Là tác dụng với hợp chất và D. Là cả ba tính chất trên. Thì với các cái lý thuyết đã được đưa ra ở trong bài tính chất hóa học của oxy, đúng không? Thì chúng ta sẽ thấy được là oxy có khả năng tác dụng với cả kim loại, phi kim và tác dụng được với một số hợp chất. Nhất là ở nhiệt độ cao thì nó cái khả năng tác dụng với lại các chất của nó càng thể hiện mạnh, đúng không ạ? Từ đó chúng ta sẽ chọn đáp án đúng cho câu hỏi số 6 này, chính là đáp án D, cả ba tính chất trên. Câu số 7. Hai nguyên tử M kết hợp với một nguyên tử oxy thì tạo ra phân tử oxit. Trong phân tử thì nguyên tử oxy chiếm 25,8% về khối lượng. Vậy thì hãy xác định công thức của oxit. Trong bài toán này thì với dữ liệu đề bài cho đó là gì ạ? Cái oxit này được hình thành bởi sự kết hợp của hai nguyên tử M với lại một nguyên tử oxy. Vậy cô sẽ có câu số 7 này, cô sẽ có cái công thức của oxit là M2O vì nó có sự kết hợp của hai nguyên tử M với một oxy, đúng không ạ? Và trong công thức này thì phần trăm khối lượng của oxy là 25,8%. Vậy cô có phần trăm khối lượng của oxy này nó đang bằng ở đây có một nguyên tử oxy thôi. Vậy nó là 16 chia cho 2M cộng với 16 nhân với 100% và đề bài cho bằng 25,8%. Bằng 25,8%. Vậy từ đây cô sẽ tìm ra được N-M. Suy ra được N-M. Cô lấy 16 chia cho 0,258. 16 chia cho 0,258. Vậy bằng 62. Lấy 62 trừ đi 16 được bao nhiêu chia cho 2? Vậy ra bằng 23. M bằng 23. Nguyên tố có nguyên tử khối bằng 23 thì tương ứng đó chính là nguyên tố natri. Natri. Và natri được ký hiệu là Na. Vậy thì công thức oxit của nó sẽ là Na. Na2O. Chúng ta sẽ chọn đáp án gì ạ? Chọn đáp án C cho câu hỏi số 7. Chúng ta sẽ chuyển sang câu số 8. Canxi oxit tác dụng với nước tạo thành dung dịch làm châu quỳ tím chuyển sang màu gì? A là hóa đỏ, B là hóa xanh, C là không đổi màu và D là hóa hồng. Ở đây thì cô sẽ có thể đưa ra cho các bạn lý thuyết như sau này. Khi cho canxi oxit tác dụng với nước ấy, thì chúng ta thấy là canxi oxit là một oxit bazơ thì nó sẽ tương ứng với một bazơ, và cụ thể khi đó sẽ xảy ra cái phương trình phản ứng đó là gì ạ? Là CaO cộng với nước tạo ra CaOH hai lần.
COH hay là chúng ta là một bao dâu tan và nó sẽ làm cho quỳ tím chuyển sang màu xanh. Cái chất này, này làm cho quỳ tím chuyển sang màu xanh. Vậy thì với cái sự phân tích vừa rồi của cô thì các em sẽ chọn được đáp án đúng cho câu hỏi số 8 này, chính là đáp án B, quỳ tím sẽ hóa xanh. Câu hỏi số 9, chọn định nghĩa phản ứng phân hủy đầy đủ nhất. A. Phản ứng phân hủy là phản ứng hóa học trong đó một chất sinh ra một chất mới. Từ một chất sinh ra một chất mới. Đây không phải là phản ứng phân hủy đúng không ạ? Phản ứng phân hủy phải là từ một chất để tạo thành hai hay là nhiều chất mới. B. Phản ứng phân hủy là phản ứng hóa học trong đó một chất sinh ra hai chất mới. Không chỉ dừng lại ở hai, nó có thể tạo ra ba, bốn hoặc nhiều hơn đúng không ạ? C. Phản ứng phân hủy là phản ứng hóa học trong đó một chất sinh ra hai hay nhiều chất mới. Rồi, vậy thì C này đang là cái phương án trả lời chính xác nhất. Cô đọc tiếp, cô phân tích tiếp cái ý đây. Phản ứng phân hủy là phản ứng hóa học có chất khí thoát ra. Vậy có đúng không ạ? Không nhất thiết phải là có chất khí thoát ra. Ở đây chúng ta sẽ thấy là có những cái phản ứng phân hủy mà không có chất khí thoát ra, hoặc cũng có những cái phản ứng mà chúng ta thấy là có khí thoát ra nhưng nó lại không phải là phản ứng phân hủy. Vậy thì đáp án đúng cho câu hỏi số 9 này chúng ta phải chọn đó chính là đáp án C. Đáp án C, phản ứng phân hủy là phản ứng hóa học trong đó một chất sinh ra hai hay là nhiều chất mới. Câu số 10 chúng ta thì có kiểm tra đến các cái kiến thức liên hệ ở thực tế và có sự kết hợp với cả môn sinh học của các bạn. Quá trình nào dưới đây không làm giảm lượng oxy ở trong không khí? Hay nói khác là quá trình nào sau đây thì nó không làm tiêu tốn cái lượng oxy ở trong không khí? Chúng ta có các đáp án. A là sự rỉ của các đồ vật làm bằng sắt. Đối với sự rỉ của các đồ vật làm bằng sắt thì khi đó sẽ xảy ra cái phương trình phản ứng đó là sắt tác dụng với oxy đúng không ạ? Ở đáp án A này, sắt sẽ tác dụng với oxy. Đáp án A, sắt cộng với oxy. Và thông thường thì sản phẩm tạo thành của nó sẽ là gì ạ? Là sắt từ oxit Fe3O4. Chúng ta cân bằng 2 và 3 vào sắt. Vậy trong phản ứng này chúng ta thấy là oxy là chất tham gia phản ứng. Vậy thì chắc chắn là cái quá trình này sẽ làm giảm lượng oxy ở trong không khí. Đáp án B là sự cháy của than, củi hoặc là bếp ga. Sự cháy này thì nó là cái gì ạ? Ví dụ như than hoặc củi thì diễn ra cái quá trình cháy, ví dụ như là gì ạ? Là carbon cộng với oxy để tạo ra CO2 đúng không ạ? Như vậy là oxy lại bị tiêu tốn tiếp đúng không ạ? Ở đáp án C là sự quang hợp của cây xanh. Sự quang hợp của cây xanh hay khác là cái phản ứng diễn ra bởi cái quá trình quang hợp của cây xanh đó là gì ạ? Đó là CO2 cộng với nước có ánh sáng và chất diệp lục đúng không ạ? Thì sẽ tạo ra cái gì ạ? Tạo thành C6H10O5, tất cả N lần và cộng với oxy. Chúng ta có 6NCO2, 5N vào nước và 6N vào oxy. Như vậy là cái phản ứng diễn ra ở trong cái sự quang hợp của cây xanh ấy thì không chỉ là nó không tiêu tốn oxy mà nó còn giúp chúng ta tái tạo thêm, làm tăng thêm cái thể tích của oxy ở trong không khí đúng không ạ? Tạo thành oxy này. Được chưa? Ở đáp án D, sự hô hấp của động vật, động vật thì nó cũng sẽ lấy oxy vào và thải ra cái khí khác đúng không ạ? Vậy thì cái quá trình này cũng sẽ làm tiêu tốn oxy. Như vậy cái đáp án của chúng ta trong câu hỏi số 10 này chính là đáp án C. Sự quang hợp của cây xanh thì sẽ không làm giảm cái oxy ở trong không khí mà nó còn làm tăng oxy ở trong không khí. Câu số 11, cho phản ứng carbon cộng oxy tạo ra CO2. Vậy thì phản ứng trên là A, phản ứng hóa học, B, phản ứng tỏa nhiệt, C, phản ứng thế và D là tất cả các đáp án đều sai. Vậy chúng ta sẽ cùng phân tích cái phản ứng này. Phản ứng giữa carbon với oxy tạo ra khí carbonic ấy, có đặc điểm đó là từ hai chất tham gia phản ứng và chỉ tạo thành một chất sản phẩm thôi. Vậy thì đó chính là phản ứng hóa hợp.
Với cái định nghĩa phản ứng hóa hợp là gì ạ? À, phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó từ hai hay nhiều chất tham gia tạo thành một sản phẩm sau phản ứng. Vậy thì phản ứng này chính là phản ứng hóa hợp đúng không ạ? Và chúng ta chọn được đáp án A cho câu hỏi số 11. Chúng ta tiếp tục với câu hỏi số 12. Phần trăm của oxy trong hợp chất oxy nào là 50%? Vậy thì rõ ràng là để có được cái phương án cho câu số 12 này thì các em sẽ phải thực hiện một cái quá trình, đó là tính phần trăm của oxy trong các cái hợp chất được đưa ra ở các đáp án A, B và C, D. Được chưa ạ? Ở đáp án A thì cô có là phần trăm khối lượng của oxy ở trong CO2 thì nó bằng, à trong này có 2 oxy, như vậy là 16 nhân với 2 chia cho carbon là 12 cộng với 32 là 44 nhân với 100%. Vậy là cô sẽ tính ra được cái phần trăm của oxy ở trong công thức này. Đó là 32 chia cho 44 nhân 100. Vậy bằng 72,73%. Được chưa? Với phần trăm khối lượng của SO3 thì phần trăm khối lượng của oxy trong SO3 sẽ được tính bằng, ở đây có 3 nhân với 16 chia cho 32 cộng với 3 nhân 16. 16 nhân 3 là bằng 48, 48 cộng với 32 vậy bằng 80. Tất cả nhân với 100%. Thì cô có được 48 chia 80 nhân 100 nó bằng 60%. Ở đáp án C thì phần trăm khối lượng của cái gì ạ? À, phần trăm khối lượng của oxy trong CO ấy thì bằng 16 chia cho 28 nhân với 100%. Như vậy chúng ta có được 16 chia cho 28 nhân 100 bằng 57,14%. Và cuối cùng là phần trăm khối lượng của cái gì ạ? À, của oxy trong SO2 sẽ bằng 16 nhân 2 chia cho 32 cộng 32 là 64 nhân với 100%. Vậy chính là bằng 50%. Từ đó chúng ta sẽ chọn được đáp án đúng cho câu hỏi số 12 là chính là đáp án D. Đáp án D cho câu hỏi số 12. Tiếp tục thì cô và các em sẽ chuyển sang câu hỏi số 13. Khối lượng kali permanganat cần dùng để điều chế 3,36 lít oxy ở điều kiện tiêu chuẩn là. Chúng ta có các đáp án A, B, C, D. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào giải cái bài tập này để chọn được cái đáp án chính xác nhất. Câu số 13 này. Phương trình phản ứng diễn ra ở đây là gì ạ? À, là KMNO4. Nhiệt phân thì thu được K2MNO4 cộng với MNO2 và cộng với oxy. Để cân bằng cho phương trình này, cô cần thêm 2 vào KMNO4. Số mol của oxy ở đây được tính bằng 3,36 chia cho 22,4. Vậy nó chính là bằng 0,15 mol. Với giá trị là 0,15 thì chúng ta tính theo phương trình này thì cô sẽ có được 0,15 nhân với 2 thì được 0,3. Từ đây cô có được cái khối lượng của KMNO4 sẽ bằng 0,3 nhân với phân tử khối của KMNO4 là bằng 158. Vậy bằng 0,3 nhân 158 bằng 47,4 gram. 47,4 gram. Với giá trị là 47,4 gram thì chúng ta sẽ chọn được đáp án đúng cho câu hỏi số 13. Đây chính là đáp án A. Đáp án A. Câu tiếp theo cũng là một câu hỏi tính toán đúng không ạ? Khối lượng sắt và oxy cần để điều chế 2,32 gram sắt từ oxit hay là oxit sắt từ Fe3O4 là. Vậy thì việc đầu tiên các em cần chuyển cho cô cái giá trị về khối lượng của oxit sắt từ này về giá trị số mol thì cô sẽ có là số mol của Fe3O4 ấy nó sẽ được tính bằng 2,32 chia cho phân tử khối của Fe3O4. À, phân tử khối của này bằng 56 nhân 3 cộng 16 nhân 4 thì đó chính là bằng 232. Như vậy chúng ta có được 0,01 mol. Sau đó thì các em sẽ viết cái phương trình phản ứng.
Phản ứng đang diễn ra giữa sắt với oxy để tạo ra Fe3O4. Chúng ta cần cân bằng cho 2 vào oxy, 3 vào sắt. Được chưa? Số mol của oxy sắt từ là 0,01. Vậy dẫn tới số mol của oxy sẽ gấp đôi số mol oxy sắt từ, như vậy bằng 0,02. Và số mol của sắt sẽ bằng 0,03. Từ đây thì cô tính được khối lượng của sắt cũng như là khối lượng của oxy. Khối lượng của sắt sẽ phải bằng 0,03 nhân với 56. Cô có 0,03 nhân 56 bằng 1,68 gram. Và khối lượng của oxy thì bằng 0,02 nhân với 32. Vậy bằng 0,64 gram. Được chưa? Và tương ứng ta sẽ có là khối lượng của sắt và khối lượng của oxy sẽ bằng 1,68 gram và 0,64 gram. Từ đó, các em sẽ lựa chọn được đáp án đúng cho câu hỏi số 14 này, chính là đáp án C. Tiếp tục với câu hỏi số 15, chúng ta là một câu hỏi lý thuyết liên quan đến cái phương pháp thu khí đối với cái khí cụ thể, chính là khí oxy. Người ta thu khí oxy vào ống nghiệm đặt thẳng đứng bằng cách đẩy không khí là vì: A. Oxy nặng hơn không khí. B. Oxy nhẹ hơn không khí. C. Là oxy ít tan trong nước. Và D. Là oxy không tác dụng với nước. Ở đây rõ ràng không liên quan gì đến nước hết cả. Oxy đang được đưa vào trong một cái ống nghiệm chứa không khí. Và oxy chúng ta là gì ạ? Cô có là M lớn của oxy là bằng 32 đơn vị carbon. Còn M lớn của không khí được tính xấp xỉ bằng 29 đơn vị carbon. Vậy từ đây cô thấy là oxy nó sẽ nặng hơn không khí. Oxy nặng hơn không khí. Và theo nguyên tắc chúng ta đã thấy là gì? Chất nào nặng hơn thì nó sẽ chìm xuống phía dưới. Còn chất nhẹ hơn nó sẽ được đẩy lên bên trên, đúng không? Như vậy là nếu như cô có một cái ống nghiệm đặt thẳng đứng như thế này. Được chưa? Ban đầu thì khi chưa dẫn oxy vào ấy, khi chưa dẫn oxy vào thì rõ ràng toàn bộ cái thể tích của cái ống nghiệm này sẽ là không khí, đúng không? Nhưng mà khi oxy đi vào đây, oxy đi vào đây thì oxy nặng hơn nó sẽ chiếm vào phần đáy này. Như vậy toàn bộ không khí nó sẽ được đẩy ra bên ngoài. Như vậy là cái nguyên tắc của cái hay khác là cái giải thích cho cái câu hỏi số 15 này là do oxy nó nặng hơn so với lại không khí, và chúng ta sẽ chọn được đáp án đúng cho câu hỏi số 15, chính là đáp án A. Chúng ta tiếp tục với câu hỏi số 16. Cho các phương trình phản ứng sau. Và đề bài có yêu cầu là phản ứng hóa hợp là. Nhớ đây, đề bài đang hỏi về phản ứng hóa hợp. Vậy thì trước tiên chúng ta sẽ cùng nhắc lại về phản ứng hóa hợp, đúng không ạ? Phản ứng hóa hợp ở đây là phản ứng hóa học trong đó có hai hay nhiều chất tham gia phản ứng và chỉ tạo thành một chất sản phẩm. Hay cô có thể đưa ra được cái phương trình ở dạng sơ đồ cho cái phản ứng này như sau. Đó là gì ạ? Là AA cộng với BB cộng với CC cộng chấm 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 và chỉ tạo thành cái gì thôi ạ? Chỉ tạo thành DD là một sản phẩm duy nhất mà thôi. Được chưa? Từ hai hay nhiều chất tham gia phản ứng tạo thành một sản phẩm duy nhất. Vậy thì với cái định nghĩa như vậy thì cô sẽ cùng xem 7 cái phản ứng của chúng ta được cho trong câu hỏi số 16 thì những phản ứng nào sẽ là phản ứng hóa hợp. Cô thấy như sau này. Phản ứng số 1 này không phải phản ứng hóa hợp vì ở sản phẩm được thành có rất là nhiều chất, có tới hai chất, đúng không ạ? Tương tự thế hai cũng không phải, một loại này, hai loại. Một loại, hai loại chúng ta sẽ loại trừ được phương án A và phương án B. Được chưa ạ? Bây giờ chúng ta xét đến phản ứng C và D. Vậy thì xét thêm phản ứng 3 hoặc phản ứng 4, đúng không? Phản ứng số 3. Số 3 cô thấy cũng có hai chất tham gia phản ứng, vậy chúng ta sẽ loại. Vậy thì C cũng, D cũng bị loại. Vậy thì chắc có lẽ đáp án sẽ là D, đúng không? Đáp án sẽ là C. Chúng ta sẽ thử xét hai cái phản ứng diễn ra trong phần C xem sao. Phần C chúng ta là phản ứng số 4 và phản ứng số 7. Thì cô thấy
Với phản ứng số 4 có hai chất tham gia phản ứng là magie và oxy tạo thành một chất sản phẩm, vậy phản ứng này chính là phản ứng hóa hợp. Phản ứng số 7 thì có hydro và oxy là hai chất tham gia phản ứng và cũng chỉ tạo thành một sản phẩm thôi, vậy nó cũng là phản ứng hóa hợp. Như vậy là bằng cái cách loại trừ giống như cô vừa phân tích ấy, thì chúng ta sẽ có thể hoàn thành các cái câu hỏi liên quan đến những cái bài tập cho cả rất là nhiều phương trình phản ứng một cách nhanh nhất. Chúng ta tiếp tục với câu hỏi số 17. Trong các oxit sau đây thì oxit nào tác dụng được với nước? Các oxit tác dụng đối với nước có nghĩa là gì ạ? Các oxit đó tan trong nước có thể tạo ra oxit tạo ra axit hoặc là tạo ra bazơ. Vậy thì cái cách để làm câu hỏi này là các em sẽ chỉ ra những cái đáp án với những cái đáp án mà các em loại ấy, các em sẽ gạch chân cho cô những chất mà không tác dụng được với nước. Thì cô thấy ở trong đáp án A chẳng hạn, đáp án A thì cô thấy là có SO3 thì tan được trong nước, tác dụng được với nước này. Hoặc là Na2O cũng tác dụng được với nước nhưng CuO thì lại không tác dụng được với nước. Vậy thì đáp án A sẽ loại bỏ vì nó có chứa CuO. Chuyển sang đáp án B. Với đáp án B thì tất cả các oxit này đều là các oxit có khả năng tác dụng được với nước. SO3 tác dụng với nước tạo ra H2SO4. Na2O tác dụng với nước tạo ra NaOH. CO2 tác dụng với nước sẽ tạo ra H2CO3. CaO tác dụng với nước sẽ tạo ra CaOH 2 lần. Vậy thì đáp án B đang là một đáp án chính xác. Với đáp án C thì cô thấy là Al2O3 thì không tác dụng được với nước. Vậy thì cô sẽ loại bỏ đáp án C này vì chứa Al2O3. Được chưa ạ? Đáp án D, tất cả đều sai. Rõ ràng B của chúng ta là đáp án đúng thì không thể nào mà tất cả đều sai được, đúng không? Vậy thì cũng loại được D luôn. Chuyển sang câu hỏi số 18. Biết tỷ lệ khối lượng của hai nguyên tố kẽm và oxy trong kẽm oxit là 32,5 chia cho 8. Công thức hóa học của kẽm oxit là trong câu hỏi này thì chúng ta có thể áp dụng một cái cách tính như sau. Cô đặt công thức là ZnxOy. Thì khi đó cô sẽ có là gì ạ? Sinh ra được x chia cho y sẽ bằng phần trăm khối lượng của sẽ ở đây đề bài đang cho tỷ lệ về khối lượng, vậy nó sẽ bằng khối lượng của kẽm chia cho khối lượng của oxy nhân với nguyên tử khối của oxy chia cho nguyên tử khối của kẽm. Vậy thì cô thay số vào đây thì cô sẽ tìm ra được x chia cho y sẽ bằng khối lượng kẽm là 32,5 chia cho 8 nhân với nguyên tử khối của oxy là bằng 16 chia cho nguyên tử khối của kẽm là 65. Vậy chúng ta sẽ tìm ra được cái tỷ lệ chính xác, đúng không ạ? Cô thấy là 65 chia cho 32,5 thì bằng 1/2. 16 chia cho 8 thì bằng 2/1. 1/2 nhân với 2/1 thì bằng 1 chia cho 1. Với 1 chia cho 1 thì chúng ta sẽ suy ra được công thức của oxit kẽm này là ZnO. Từ đó sẽ chọn được đáp án đúng cho câu hỏi số 18 này chính là đáp án A. Chúng ta tiếp tục với câu hỏi số 19. Công thức oxit nào sau đây được viết đúng? Với cái câu hỏi dạng như câu hỏi số 19 này thì cần chúng ta có được những cái hóa trị của các cái nguyên tố có thể là kim loại hoặc phi kim. Và từ các hóa trị này chúng ta sẽ thiết lập một cái công thức hóa học. Chúng ta thấy trong công thức A chẳng hạn S2O3. Với cái công thức này thì lưu huỳnh nó phải có hóa trị là bằng 3, đúng không? Tuy nhiên lưu huỳnh của chúng ta sẽ có hóa trị là 2, là 4 hoặc là 6. Vậy thì công thức A lại đang là công thức viết sai. Chuyển sang công thức B. P2O5 thì chúng ta thấy là phospho ở đây đang có hóa trị bằng 5 vì là 2 x 5 bằng 10 chia cho 2 được 5. Vậy thì P2O5 là một công thức viết đúng và nó chính là diphospho pentaoxit là oxit axit tương ứng với axit H3PO4. FeO2. Nếu như giả thiết rằng có công thức FeO2 thì chúng ta sẽ thấy là trong công thức này sắt sẽ thể hiện hóa trị bằng 4. Nhưng sắt chúng ta sẽ chỉ có hóa trị là 2 hoặc 3, hoặc có một cái công thức oxit đặc biệt của sắt đấy chính là sắt từ oxit là Fe3O4 thôi. Vậy công thức này cũng là công thức sai. Và ở phần D, magie chỉ có một hóa trị duy nhất, đó là hóa trị 2. Như vậy công thức của oxit nó phải là MgO chứ không phải là Mg2O, vậy chúng ta cũng sẽ loại bỏ đáp án D. Câu số 20. Phản ứng nào sau đây là phản ứng hóa hợp?
Phản ứng hóa hợp lại là phản ứng gì ạ? À, từ hai hay nhiều chất tham gia phản ứng tạo thành một chất ở sản phẩm, đúng không ạ? Vậy thì với cái định nghĩa cô vừa nhắc lại như vậy, các em sẽ chọn được đáp án đúng cho câu hỏi số 20 này, chính là đáp án B. Canxi oxit cộng với CO2 tạo ra canxi carbonate. À, chúng ta sẽ tiếp tục với câu hỏi số 21. Tên gọi của SO3 là... À, cô lại nhắc lại một chút về cách gọi tên của các cái oxit acid. Đối với oxit acid thì chúng ta sẽ gọi tên bằng cách đó là gì ạ? À, tiền tố cộng với tên của phi kim và cộng với tiền tố cộng với oxit. Ví dụ như là trong SO3 chẳng hạn, thì có một lưu hình thì chúng ta có thể gọi là mono lưu hình, đúng không? Tuy nhiên mono ở với cái nguyên tố đầu tiên chúng ta có thể loại trừ được cái từ mono. Và ba oxy thì chúng ta sẽ gọi là tri. Vậy thì cái công thức này chúng ta sẽ gọi là lưu hình trioxid. Với cái tên là lưu hình trioxid thì ta sẽ chọn được đáp án đúng cho câu hỏi số 21 này, chính là đáp án C. Chuyển sang câu hỏi số 22. Công thức hóa học của oxit phosphor, trong đó phosphor có hóa trị 5 là phosphor ở đây cô đặt công thức là PXOY. Trong đó oxy hóa trị 2 và phosphor có hóa trị 5. Từ công thức này thì cô sẽ tìm ra được là x chia cho y sẽ bằng 2 chia cho 5. 2 chia 5 thì chúng ta sẽ tìm được công thức là P2O5, đó chính là diphosphor pentaoxit, và chúng ta chọn được đáp án đúng. Đó chính là đáp án A cho câu hỏi số 22. Tiếp tục với câu số 23. Trong phòng thí nghiệm thì người ta điều chế oxy bằng cách là nhiệt phân KClO3 hoặc là KMNO4, vì chúng có những đặc điểm quan trọng nhất là A. Dễ kiếm và rẻ tiền. B. Giàu oxy và dễ phân hủy ra oxy. C. Phù hợp với thiết bị hiện đại. Và D là không độc hại. Thì ở đây này, người ta sử dụng KClO3 và KMNO4 với cái việc đó là gì ạ? Nó sẽ dễ dàng diễn ra cái phản ứng là KMNO4 nhiệt phân tạo ra K2MNO4 cộng với MNO2 và cộng với oxy cân bằng 2 và KMNO4, và KClO3 thì nhiệt phân sẽ cho KCl cộng với oxy cân bằng là 2KClO3, 2KCl và 3 và oxy. Sở dĩ chúng ta sử dụng KMNO4 và KClO3 trong cái việc là điều chế oxy này là do là gì ạ? Thứ nhất là trong hai công thức này nó đều chứa cái oxy với hàm lượng cao. Và thứ hai là nó kém bền đối với nhiệt. Thế còn có một số trường hợp khác, ví dụ như là BASO4 chẳng hạn, người ta cũng sẽ không dùng để điều chế oxy vì nó khá là bền đối với nhiệt, được chưa? Hay khác là nhiệt không tác động được vào chất này. Vậy từ đó chúng ta sẽ chọn được đáp án đúng cho câu hỏi số 23 này, chính là gì ạ? Là giàu oxy và dễ phân hủy ra oxy. Nghĩa là đáp án B cho câu hỏi số 23 của chúng ta. Thế chúng ta sẽ chuyển sang hai câu hỏi trắc nghiệm cuối cùng trong đề kiểm tra một tiết của chúng ta hôm nay. Câu số 24. Nhiệt phân 36,75g kali clorat KClO3 đấy, sau phản ứng thu được muối kali clorua và V lít oxy ở điều kiện tiêu chuẩn. Giá trị của V là A là 22,4 lít, B là 10,08 lít, C là 8,96 lít và D là 13,44 lít. Vậy thì đây là một câu hỏi có liên quan đến quá trình điều chế oxy ở trong phòng thí nghiệm, đúng không? Và cái phản ứng diễn ra của chúng ta là gì ạ? Câu số 24. Cái phản ứng diễn ra của chúng ta ở đây là KClO3 nhiệt phân tạo ra KCl và cộng với oxy. Trong phản ứng này chúng ta cần cân bằng 2 và KClO3, 2 và KCl và 3 vào oxy. Vậy thì ở đây đề bài đã cho kem khối lượng của kali clorat rồi. Cô có số mol của kali clorat được tính bằng gì ạ? Nó được tính bằng số mol của KClO3 này, bằng 36,75 chia cho phân tử khối của nó. Phân tử khối của KClO3 bằng gì ạ? 39 cộng với 35,5 và cộng với 3 nhân với 16, vậy bằng 122,5. Từ đây thì cô sẽ tính ra được số mol 36,75 chia cho 122,5 bằng 0,3 mol.
Cô điền số mol của KClO3 vào đây. Vậy dẫn tới là số mol của oxy sẽ bằng 0,3 nhân 3 chia cho 2. Có nghĩa là bằng 0,45 mol. Từ đây chúng ta sẽ tính ra được thể tích của oxy ở điều kiện tiêu chuẩn sẽ bằng 0,45 nhân với 22,4. Vậy bằng 10,08 lít. 10,08 lít. Với cái giá trị bằng 10,08 lít thì chúng ta sẽ chọn được cái đáp án đúng cho câu hỏi số 24 này, chính là đáp án B. Là đáp án B. Chuyển sang câu hỏi cuối cùng là câu số 25. Đốt cháy 3,1 gram phốt pho trong bình chứa 5,6 lít oxy ở điều kiện tiêu chuẩn. Sau phản ứng thì có chất nào còn dư? Đề bài chỉ hỏi các em là chất nào còn dư hay thôi. Được chưa? Câu 25. Thì đối với câu này cô sẽ xác định ra số mol của phốt pho và số mol của oxy. Với số mol của phốt pho bằng 3,1 chia cho 31, như vậy bằng 0,1 mol. Còn số mol của oxy được tính bằng 5,6 chia cho 22,4. 5,6 chia cho 22,4. Vậy cô tính ra được 5,6 chia 22,4 nó bằng 0,25 mol. 0,25 mol. Bây giờ cô sẽ đi viết phương trình phản ứng. Phản ứng này là phốt pho cộng với oxy. Nhiệt độ tạo ra P2O5 đi phốt pho pentaoxit. Chúng ta cần làm chẵn oxy bằng cách thêm 2 vào P2O5. 2 x 2 là 4 vào oxy. 2 x 5 bằng 10. 10 chia cho 2 được 5 vào oxy. Được chưa? Sau khi có được phương trình rồi, các em sẽ lập cho cô cái tỷ lệ. Đó là số mol của phốt pho bài ra chia cho số mol của cái gì ạ? Chữ bài ra viết xa ra một chút này. Chia cho số mol của phốt pho tính theo phương trình sẽ bằng bài ra bằng 0,1. Chia cho phương trình hệ số bằng 4, vậy bằng 0,025. Cái tỷ lệ thứ hai của cô như sau. Đó là số mol của oxy bài ra chia cho số mol của oxy tính theo phương trình thì sẽ bằng 0,25 chia cho 5, vậy bằng 0,05. Sau đó thì các em sẽ giúp cô là so sánh xem là 0,025 với 0,05 cái nào nhỏ hơn. Chất nhỏ hơn thì sẽ hết, còn chất dư sẽ là chất có tỷ lệ lớn hơn. Vậy ở đây cô có là vì 0,025 nhỏ hơn 0,05, vậy dẫn tới là oxy sẽ dư. Oxy dư. Từ đó chúng ta sẽ chọn được đáp án đúng cho câu hỏi số 25 này như sau. Đáp án A là oxy dư, đáp án B là phốt pho dư, C là cả hai chất vừa hết và đây là không xác định được. Rõ ràng ở đây chúng ta vừa khẳng định là gì ạ? Là oxy dư, vậy chúng ta sẽ phải chọn đáp án A cho câu hỏi số 25. Và câu số 25 này cũng là câu hỏi kết thúc cho cái đề kiểm tra một tiết lần thứ nhất của học kỳ 2 chương trình học lớp 8 của cô. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các cái video hướng dẫn các cái đề kiểm tra của cô tiếp theo sau.